vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần trước, chúng ta đã theo dõi. Đến tối, Quách Tĩnh ra khỏi nhà, chạy lên núi luyện công như thường lệ. Giang Nam Lục Quái bí mật bám theo. Vất vả lắm họ mới lên tới đỉnh, thấy chính cái đầu lâu xếp ngay ngắn. Họ biết Mai Si Phong gần 12 năm qua vẫn còn sống ở đây. Mối nghi ngờ đối với Quách Tĩnh càng tăng thêm. Đạo nhân kia và Quách Tĩnh thấy Mai Sư Phong ngồi luyện công rồi múa nhuyễn tiên đài hơn 4 trượng xong mụ xuống núi. Họ liền bám theo sau cho đến gian trướng của Tang Côn thì mất dạng. Tại đây họ nghe Hồng Liệt, Tang Côn và Trác Mục Hợp đang bàn kế hoạch hạ thủ Thiết Mộc Chân. Hai người quay gấp về để báo cho Giang Nam Lục Quái và Thiết Mộc Chân ứng phó. Vừa vào lều, Quách Tĩnh bị bọn Giang Nam hạ thủ. May mắn là Hàn Tiểu Oanh kịp cản. Đạo nhân ra mặt và tự giới thiệu mình là Đan Dương Tử Mã Ngọc, đại đệ tử phái Toàn Chân, đang là trưởng môn. Hai bên giao lễ và nghi vấn về nội công của Quách Tĩnh được giải tỏa. Hoa Tranh cưỡi ngựa đến. Quách Tĩnh báo việc Thiết Mộc Chân sắp nguy nên nàng quay ngựa về ngay. Mã Ngọc, bọn Giang Nam và Quách Tĩnh vạch ra một vở kịch đối phó với Mai Sư Phong. Đêm ấy, họ lên đỉnh núi chờ. Tận nửa đêm, Mai Sư Phong một tay xách Hoa Tranh phóng lên. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy, nhưng mụ ta to gan công nhiên ra mặt và đòi lãnh giáo Tôn Bất Nhị, tức Hàn Tiểu Oanh. Lúc ấy, Quách Tĩnh thấy Hoa Tranh nằm ngang dưới đất, không rõ sống chết ra sao. Y từ nhỏ cùng anh em Đà Lôi, Hoa Tranh, tình như thủ túc, đời nào nghĩ tới Mai Siêu Phong lợi hại. Đột nhiên tung người giọt qua đỡ Hoa Tranh lên. Mai Siêu Phong tay trái ngoặt lại, đã chụp được tay trái của y. Quách Tĩnh theo Mã Ngọc học được nội công chính tông 2 năm, xương cốt toàn thân tự nhiên có kình lực. Lúc ấy đẩy vội tay phải ném Hoa Tranh qua Hàn Tiểu Oanh, tay trái giật mạnh lại giãy ra được. Mai Siêu Phong thủ pháp vô cùng mau lẹ, vừa thấy cổ tay của y trượt ra ngoài liền chụp tiếp về phía trước, lại chụp trúng lần thứ hai. Lần này thì giữ cứng mạch môn khiến y không sao động đậy được. Tức giận quát lớn: "Ai?" Chu Thông kêu lên: "Chí Bình, cẩn thận!" Quách Tĩnh bị y thị giữ cứng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đang định kêu lên: "Ta là Quách Tĩnh!" Nhưng nghe câu ấy của nhị sư phụ bèn nói: "Đệ tử là môn hạ của Trường Xuân chân nhân, Doãn Chí Bình." Mấy chữ ấy y đã đọc đi đọc lại 3-4 lần. Lúc ấy Hoa Cưng hoảng hốt nói ra vẫn còn lắp ba lắp bắp. Mai Siêu Phong nghĩ thầm: "Một gã đệ tử trẻ tuổi môn hạ của họ mà nội công cũng không kém, không những có thể cứu được người dưới chưởng của mình mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật ra được, xem ra mình chỉ có cách lui thôi." Lúc ấy hừ một tiếng buông tay ra. Quách Tĩnh vội chạy về, chỉ thấy trên cổ tay có 5 vết móng tay ấn sâu vào thịt. Biết y thị trong lòng còn sợ sệt, cái chụp ấy chưa dùng hết toàn lực, nếu không thì cổ tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi. Nghĩ tới bất giác lại hoảng sợ. Lần ấy Mai Siêu Phong cũng không dám khiêu chiến với Hàn Tiểu Oanh giả mạo Tôn Bất Nhị nữa. Chợt động tâm niệm, lớn tiếng nói: "Mã đạo trưởng, câu chì nước cố gom giữ có nghĩa là gì?" Mã Ngọc thuận miệng đáp: "Chì thế trầm trọng, nên dùng chỉ thận thủy, thủy tính lưu động, nên dùng để chỉ tâm quả. Chì nước cố gom giữ chính là nói phải giữ chắc thận thủy, giữ lặng tâm quả, thì việc tu tập nội công mới có thể thành tựu." Mai Siêu Phong lại nói: "Còn câu thiếu nữ trẻ thơ có nghĩa là gì?" Mã Ngọc lập tức hiểu y thị muốn dạy bí quyết nội công, lớn tiếng quát: "Bọn tà ma ngoại đạo còn vọng tưởng học được nội công chân truyền của ta à, cút đi mau." Mai Siêu Phong hô hố cười lớn nói: "Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm." Rồi lập tức giọt người lên, ngọn ngân tiên cuốn vào tảng đá một cái, thân hình theo roi rơi xuống. Thần pháp mau lẹ, mọi người đều nghĩ quả thật bình sinh ít thấy. Mọi người thấy y thị
đã theo vách núi trượt xuống dưới, mới thở phào ra một hơi. Thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy y thị như một làn khói đen lướt đi trên mặt cát, thoát qua thoát lại như quỷ mị. Tuy đã đi xa, nhưng khí thế vẫn còn làm người ta khiếp sợ. Mã Ngọc giải khai huyệt đạo cho Hoa Tranh, đặt nàng nằm lên tảng đá nghỉ ngơi. Chu Thông cảm ơn nói, 10 năm không gặp, không ngờ mụ thiết thi này đã luyện tới công phu như thế. Nếu không có đạo trưởng Trượng Nghĩa giúp đỡ, thì bảy anh em thầy trò chúng tôi hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp. Mã Ngọc khiêm tốn vài câu, nhưng lông mày nhăn tít như có điều lo lắng. Chu Thông nói, nếu đạo trưởng có chuyện gì chưa làm xong, anh em chúng tôi tuy bản lĩnh kém cỏi cũng xin đỡ tay. Xin đạo trưởng đừng tiếc lời sai phái. Mã Ngọc thở dài một tiếng nói, bần đạo nhất thời không suy xét, lại vạch đường cho mũ đàn bà giáo quyệt ấy rồi. Mọi người cả kinh cùng nói, y thị dùng ám khí đã thương đạo trưởng à? Mã Ngọc nói, không phải vậy. Mới rồi, y thị hỏi ta một câu. Ta trong lúc vội vàng chưa kịp hỏi kỹ, đã thuận miệng trả lời, chỉ sợ trở thành hậu quả về sau. Mọi người đều không rõ ý tứ của y. Mã Ngọc nói, công phu ngoại môn của mụ thiết thi này đã vượt xa bần đạo và các vị. Cho dù Khưu sư đệ và Dương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị. Đạo chủ Đào Hoa có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ Mai Siêu Phong này về nội công thì chưa biết đường lối. Không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện công ảo diệu của đạo gia. Nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc ta không để ý nên hỏi mấy câu. Ác là một trong những điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y luyện tập nội công tăng tiến vượt bậc rồi. Hàn Tiểu Quanh nói, chỉ mong y thị sửa bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa. Mã Ngọc nói, chỉ mong như vậy. Nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến, lại đi làm ác, lại càng nguy hiểm. Ồ, chỉ trách ta hồ đồ, không đề phòng lòng người. Qua một lúc lại trầm ngâm nói, võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với đạo gia bọn ta. Nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công đạo gia, không biết vì sao. Y nói tới đó, Hoa Tranh a một tiếng, từ tảng đá lật người ngồi dậy kêu lên, Quách Tĩnh, già già không tin lời ta, đã tới chỗ Dương Hãn rồi. Quách Tĩnh cả kinh vội hỏi, tại sao đại hãn không tin? Hoa Tranh nói, ta nói với già già là Tang Côn Thúc Thúc và Trác Mộc Hợp Thúc Thúc muốn mưu hại già già. Già già cười lớn, nói ta không chịu lấy đô sử, cho nên bịa đặt chuyện để lừa già già. Ta nói là ngươi chính ta nghe thấy. Già già lại càng không tin, nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi đó. Ta thấy già già mang 3 ca ca và mấy đội vệ binh đi rồi, vội chạy đi tìm ngươi. Nào ngờ giữa đường lại bị mụ mù kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi à? Mọi người đều nghĩ thầm, nếu bọn ta không có ở đây thì đầu cô đã có thêm 5 cái lỗ rồi. Quách Tĩnh vội hỏi, đại hãn đi lâu chưa? Hoa Tranh nói, khoảng nửa ngày. Gia gia nói phải đi thật mau, không chờ trời sáng đã lên đường rồi. Họ đều cưỡi khoái mã, bây giờ chắc chắn đã đi rất xa rồi. Tang Côn Thúc Thúc quả thật muốn hại gia gia sao? Vậy thì làm sao bây giờ? Nói xong khóc ầm lên. Quách Tĩnh trong đời lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại như thế này, lúc ấy cảm thấy bần thần không biết làm sao. Chu Thông nói, Tĩnh Nhi, người xuống núi mau, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo đại hãn. Cho dù y không tin lời ngươi, cũng cứ xin y phái người đi trước tra xét cho rõ ràng. Hoa Tranh, cô đi mời ca ca đà lôi của cô mau tập hợp binh mã đi cứu cha cô đi. Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, vội xuống núi trước. Kế Mã Ngọc dùng dây dòng Hoa Tranh thả xuống. Quách Tĩnh vội chạy về chỗ mẹ con y ở, nhảy lên lưng con tiểu hồng mã dục ngựa phi mau.
Lúc ấy mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng tàn phai dần. Quách Tĩnh vô cùng sửng sốt, chỉ sợ đại hãn tiến vào chỗ Tang Côn mai phục rồi, lúc ấy thì có đuổi kịp cũng vô dụng. Con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường, trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau, càng phóng càng nhanh, càng phóng càng thích. Cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên nữa. Quách Tĩnh sợ nó mệt, kìm cương dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nó không đếm xỉa gì tới. Chỉ cần dây cương hơi lỏng ra, lập tức hí dài mừng rỡ, phóng mau lên phía trước. Con ngựa này tuy ra sức phóng mau, nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp bao nhiêu, dường như hoàn toàn không hề dùng sức. Phóng nhanh như thế suốt 2 giờ, Quách Tĩnh mới kéo cương xuống ngựa nghỉ ngơi. Sau đó lại lên ngựa đi tiếp. Lại qua hơn 1 giờ nữa, chợt thấy trên thảo nguyên xa xa có 3 đội kỵ binh đen kịch, không biết là mấy ngàn người. Trong chớp mắt, con tiểu hồng mã đã phóng tới đó. Quách Tĩnh thấy cờ hiệu, biết là bộ hạ của Dương Hãn, chỉ thấy người nào cũng dây cung kéo căng, đao tuốt khỏi vỏ, dàn thành thế trận chỉnh tề. Trong lòng thầm kêu khổ, đại hãn đã đi qua rồi, đây là người ta chặn đường lui đây. Bèn kẹp chặt hai đùi một cái, con tiểu hồng mã như tên rời cung, dù một tiếng, bốn gió khô lên, lướt qua đám quân mã. Viên tướng chỉ quỳ lớn tiếng quát chặn lại, nhưng một người một ngựa đã lướt ra xa rồi. Quách Tĩnh không dám dừng lại, lại liên tiếp vòng qua 3 toán phục binh, lại chạy thêm một lúc. Chợt thấy ngọn cờ đại độc treo lông trắng của Thiết Mộc Chân dương cao phía trước, mấy trăm kỵ mã dàn thành một hàng, người nào cũng cho ngựa đi nước kiệu, phóng lên phía bắc. Quách Tĩnh dục ngựa phóng lên, chạy ngang ngựa của Thiết Mộc Chân, kêu lớn, đại hãn mau trở về ngay, không đi được đâu. Thiết Mộc Chân ngạc nhiên kìm cương ngựa hỏi, sao lại thế? Quách Tĩnh vội đem chuyện đêm trước nghe được ngoài trướng của Tang Côn kể lại, lại nói việc đã có quân chặn đường phía sau. Thiết Mộc Chân nửa tin nửa ngờ, nghiêng mắt nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, xem y có bịa đặt không, nghĩ thầm, Tang Côn vốn bất hòa với mình, nhưng nghĩa phụ Dương Hãn thì giúp mình rất nhiều, nghĩa đệ Trác Mục Hợp với mình là bạn sinh tử chi giao, tại sao lại ngấm ngầm ám toán mình? Chẳng lẽ trong chuyện này đúng là có Lục Dương Tử nước Đại Kim khích bác sao? Quách Tĩnh thấy y có ý không tin, vội nói, đại hãn, người phái người quay lại thám thính sẽ biết ngay. Thiếu Một Chân thân trải trăm trận, từ nhỏ đã quen chống chọi với âm mưu quỷ kế. Tuy biết việc Dương Hãn và Trác Mục Hợp liên kết hại mình hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng nghĩ thầm, có cẩn thận quá đáng 1000 lần cũng không quan hệ. Chỉ ngu dại đâm đầu vào chỗ chết thì 1 lần cũng là quá nhiều. Bèn lập tức sai thứ tử Sát Hợp Đài và đại tướng Xích Lão Ôn quay lại thăm thính xem. Hai người phóng ngựa theo đường cũ đi thẳng. Thiếu Một Chân quan sát địa thế bốn phía, ra lệnh, lên núi đất, chuẩn bị đề phòng. Tùy tùng của y chỉ có vài trăm người, nhưng ai cũng là mãnh tướng dũng sĩ. Không chờ đại hãn chỉ bảo, người nào cũng đã phóng lên núi đất, kéo đá, đào hố, làm lá chắn đỡ tên. Không bao lâu, phía nam bụi bốc mù mịt, mấy ngàn kỵ binh rầm rộ phóng tới. Trong đám bụi mù, thấy Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn chạy trước tiên. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy cờ hiệu của truy binh, bèn kêu lên, đúng là quân mã của Dương Hãn rồi. Lúc ấy truy binh chia làm từng đội vài trăm người, túa ra bốn phía ngăn chặn, muốn bao vây Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn. Hai người nằm mọp trên lưng ngựa, dung roi dục ngựa phi mau. Triết Biệt nói, Quách Tĩnh, chúng ta ra tiếp ưng cho họ. Hai người lên ngựa phóng xuống dưới núi. Con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh thấy xông vào bầy ngựa, hứng khởi phi mau, trong chớp mắt đã tới trước mặt Sát Hợp Đài. Quách Tĩnh dù dù phát luôn 3 mũi tên, hất ngã 3 tên truy binh gần nhất, rồi dục ngựa sấn mau lên, cắt ngang giữa Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn với đám truy binh phía sau, xoay người
phát tên, lại bắn chết một tên truy binh. Lúc ấy, Triết Biệt cũng đã tới. Tiễn thuật của y còn giỏi hơn tên phát Liên Châu, ai chống là chết. Nhưng truy binh thế mạnh, như sóng triều cuồn cuộn đổ tới, làm sao có thể ngăn chặn được. Sát Hợp Đài cùng Xích Lão Ôn cũng xoay người bắn mấy phát, rồi cùng Triết Biệt, Quách Tỉnh chạy lên núi đất. Thiết Một Chân và Bát Nhĩ Truật, Truật Xích, người nào cũng không hề bắn sai. Truy binh nhất thời không dám tới gần. Thiết Một Chân đứng trên núi đất nhìn ra xa. Sau một lúc, khoảng dắt được 2 thùng sữa bò. Chỉ thấy 4 phía đông tây nam bắc, từng đội quân mã của Dương Hãn như mây đen ồ ạt kéo tới. Dưới ngọn cờ vàng, có một người ngồi trên ngựa cao lớn. Đúng là Phan Côn, con trai Dương Hãn. Thiếu Một Chân biết rất khó phá dây. Trước mắt chỉ có thể dùng kế quản binh, bèn cao giọng gọi lớn. Mời nghĩa đệ Tang Côn ra đây nói chuyện. Tang Côn cùng đám thân binh hộ vệ phóng tới gần núi đất. Mấy 10 tinh quân cầm thuẫn sắt giơ lên hộ vệ trước sau để đề phòng trên núi bắn tên ngầm. Tang Côn ý khí nghênh ngang, lớn tiếng gọi. Thiết Một Chân, mau đầu hàng đi. Thiết Một Chân nói. Ta có chỗ nào đắc tội với nghĩa phụ Dương Hãn mà ngươi lại phát binh tấn công ta? Tang Côn nói. Người Mông Cổ đời này qua đời khác đều là quý tộc chia nhau cầm quyền. Bò dê súc vật là của chung của từng bộ tộc. Tại sao ngươi lại bỏ phép tắc của tổ tiên, muốn gom tất cả các bộ tộc làm một? Cha ta thường nói, ngươi làm như thế là không đúng. Thiết Một Chân nói. Người Mông Cổ bị nước Đại Kim hà hiếp. Nước Đại Kim muốn chúng ta hàng năm tiến công mấy vạn bò dê ngựa. Chẳng lẽ là đúng sao? Mọi người bị nước Đại Kim khinh khi hà hiếp, gần đã chết đói rồi. Người Mông Cổ chúng ta, nếu không phải người đánh ta, ta đánh người thế này, thì đâu cần phải sợ nước Đại Kim. Ta và nghĩa phụ Dương Hãn vốn rất hòa hiếu với nhau. Giữa hai chúng ta hoàn toàn không có thù oán. Tất cả chỉ là nước Đại Kim đứng giữa khích bác thôi. Quân lính dưới quyền Tăng Côn nghe thế, ai cũng động tâm, đều cảm thấy y nói rất có lý. Thiết Một Chân lại nói, người Mông Cổ ai cũng là chiến sĩ tài năng, tại sao chúng ta không đi cướp lấy vàng bạc của cải của Đại Kim? Tại sao hàng năm cứ phải tiến đoạt súc vật gia thú cho họ? Trong người Mông Cổ có người chăm chỉ nuôi dê nuôi bò, có kẻ chỉ ngồi ăn không. Tại sao phải làm lụng để nuôi sống những kẻ lười biếng chứ? Tại sao không cho những người làm lụng nhiều bò dê hơn một chút? Tại sao không để cho những kẻ lười biếng cứ việc chết đói đi? Lúc bấy giờ, Mông Cổ đang còn là xã hội thị tộc. Tất cả súc vật đều là tài sản chung của từng bộ tộc. Mấy năm gần đây, súc vật ngày càng nhiều lên, của cải dần tăng, lại học được cách chế tạo đồ vật khí giới bằng sắt của người Hán ở Trung Nguyên. Phần lớn, mục dân đều mong được chia của cải làm của riêng. Quân sĩ chinh chiến lâu ngày, tù binh của cải đều là dùng tính mạng mà cướp được, lại càng không muốn có tài sản chung với những người yếu đuối, bất tài trong bộ tộc. Vì vậy, mấy câu ấy của Thiết Mộc Chân khiến đám quân sĩ người nào cũng ngấm ngầm khen phải. Tang Côn thấy Thiết Mộc Chân làm rối loạn lòng quân của mình, bèn quát lớn. Người ném cung tên đau thương xuống đất, đầu hàng mau đi. Nếu không, ta vung roi một cái, hàm vạn chiếc cung cùng bắn lên, thì ngươi đừng hòng sống sót. Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, không biết làm sao là tốt. Chợt thấy một viên tướng trẻ tuổi dưới núi, ngoài giáp sắt lại khoác áo lông điêu màu xám bạc, tay cầm đại đao, cưỡi tuấn mã phi qua phi lại, dịu võ dương quay. Chú Mục nhìn kỹ nhận ra là Đô Sử, con Tang Côn. Quách Tĩnh lúc nhỏ từng đánh nhau với y. Người này năm ấy muốn thả báo săn ra Vồ Đà Lôi, là một gã tiểu tử rất xấu xa. Y hoàn toàn không rõ tại sao Dương Hãn, Tang Côn, Trác Mục Hợp lại muốn giết Thiết Mộc Chân. Nghĩ thầm Dương Hãn và Thiết Mộc Chân vốn có tình nghĩa như cha con. Ắt là gã Đô Sử xấu xa này đã nghe lời Lục Dương Tử nước Đại Kim. Ở giữa,
thêu dệt bịa đặt hại người. Mình cứ bắt sống lấy y, bắt y phải nhận ra là đã đặt điều thêu dệt, thì Dương Hãn Tang Côn có thể hiểu rõ chân tướng, nói chuyện hòa giải với Thiếu Một Chân. Lúc ấy bèn kẹp chặt hai chân, thúc con tiểu hồng mã xông mau xuống núi. Giữa lúc mọi người đang sửng sốt, con tiểu hồng mã phi rất mau đã xông tới cạnh Đô Sử. Đô Sử dùng đào chém mau qua. Quách Tĩnh mọp người trên lưng ngựa, thành đại đào chém lướt qua đầu, tay phải vươn ra đã nắm chặt mạch môn trên cổ tay Đô Sử. Cái chụp ấy là phân cân thác cốt thủ mà Chu Thông dạy y. Đô Sử làm sao có thể giãy giụa được. Kế đó bị y thuận tay kéo một cái nhấc khỏi lưng ngựa. Đúng lúc đó Quách Tĩnh chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng, bèn vung tay trái ra gạt hai ngọn trường mâu phóng tới. Chát một tiếng, hai ngọn trường mâu bay lên không, gối phải y thúc nhẹ vào con tiểu hồng mã. Con tiểu hồng mã đã biết ý chủ nhân, quay đầu phóng ngược lên núi, mau lẹ không kém gì lúc phóng xuống. Đám quan quân dưới núi cùng quát lớn, bắn tên. Quách Tĩnh nhấc Đô Sử lên che sau lưng. Đám quân sĩ sợ tiểu chủ bị thương, đời nào dám phát tên. Quách Tĩnh lên thẳng trên núi, ném Đô Sử xuống đất kêu lên, đại hãn, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa này giở trò ma ở giữa, người bảo nó nói xem. Thiếu Một Chân cảm mừng, chĩa ngọn thương sắc vào ngực Đô Sử, nhìn Tang Côn quát lớn, bảo quân sĩ của người lui lại 100 trượng. Tang Côn thấy con trai bị địch nhân dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay bắt sống giữa đám quân sĩ, vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ đành theo lời cho quân mã lui lại. Sau quân sĩ dây thành một vòng tròn lớn, đứng trên núi đất nhìn ra bốn phía, chỉ thấy 7-8 lớp vòng dây dày đặc. Tình hình này thì ngựa của Thiết Mộc Chân có nhanh hơn cũng không thể phá dây. Quân sĩ của Thiết Mộc Chân trên núi lớn tiếng hò reo khen ngợi Quách Tĩnh, bảo y dùng dây lưng trói quạt hai tay Đô Sử ra sau lưng. Tang Côn liên tiếp phái 3 sứ giả lên núi đàm phán, bảo Thiết Mộc Chân thả Đô Sử ra, rồi đầu hàng thì có thể được tha chết. Thiết Mộc Chân lần nào cũng cắt tay 2 sứ giả đuổi xuống. Giữ nhau hồi lâu, mặt trời đã dần dần lặn xuống cuối thảo nguyên. Thiếu Một Chân sợ Tang Côn nhân đêm tối xông lên, ra lệnh cho mọi người không được lơ là chút nào. Giữ đến nửa đêm, chợt thấy một người toàn thân mặc áo trắng đi bộ tới gần chân núi kêu lớn, ta là Trác Mộc Hợp, muốn gặp nghĩa huynh Thiết Một Chân nói chuyện. Thiết Một Chân nói, người lên đây. Trác Mộc Hợp thông thả đi bộ lên núi, thấy Thiết Một Chân hiên ngang đứng ở cửa núi, lập tức sải chân bước tới định ôm lấy. Thiết Một Chân soạt một tiếng rút thanh bội đao ra, cao giọng quát, người còn coi ta là nghĩa huynh à. Trác Mộc Hợp thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất nói, nghĩa huynh, người đã là chủ của một bộ tộc, cần gì phải hăng hái muốn gom tất cả người Mông Cổ làm một chứ. Thiếu Một Chân nói, người muốn thế nào. Trác Mộc Hợp nói, tộc trưởng các bộ tộc đều nói tổ tiên chúng ta đã sống như thế này mấy trăm năm, tại sao Thiết Mộc Chân đại hãn lại muốn thay đổi phép tắc vốn có, trời sẽ không cho đâu. Thiết Mộc Chân nói, chuyện phu nhân A Lan Khê Nhã, tổ tiên của chúng ta, người có nhớ không? 5 con trai của bà bất hòa, bà nướng thịt dê khô cho họ ăn, đưa mỗi người 1 mũi tên bảo vệ, họ bẻ gãy rất dễ dàng. Bà lại đưa 5 mũi tên chập lại bảo họ bẻ, 5 người thay phiên nhau bẻ mà không ai bẻ gãy được. Người nhớ lời bà dạy con không? Trác Mộc Hợp hà giọng nói, nếu các người chia ra từng người thì cũng như 1 mũi tên, ai cũng bẻ gãy được. Nếu các ngươi đồng tâm hiệp lực thì cùng vững chắc như 5 mũi tên chập lại, không ai bẻ gãy được. Thiết Mộc Chân nói, được, người còn nhớ đó. Về sau thế nào? Trác Mộc Hợp nói, về sau 5 người con của bà đồng tâm hiệp lực sáng lập được cơ nghiệp lớn, trở thành tổ tiên của người Mông Cổ. Thiếu Một Chân nói, phải lắm, chúng ta đều là anh hùng hào kiệt,
Vậy tại sao không tập hợp tất cả người Mông Cổ làm một? Tự mình không cần phải người đánh ta, ta đánh người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt nước Đại Kim. Trác Mục Hợp quảng sợ nói, nước Đại Kim binh nhiều tướng lắm, vàng bạc đầy đất, chất cao như núi. Người Mông Cổ làm sao diệt được họ? Thiếu Một Chân hừ một tiếng nói, vậy là ngươi thà để cho mọi người bị nước Đại Kim khinh khi đè nén chứ gì? Trác Mộc Hợp nói, nước Đại Kim cũng không khinh khi đè nén chúng ta. Hoàng đế Đại Kim đã phong ngươi làm chiêu thảo sứ mà. Thiếu Một Chân tức giận nói, lúc đầu ta cũng nghĩ rằng Hoàng đế Đại Kim có hảo ý. Nào ngờ y tham lam không chán, đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều. Đã đòi dê bò, lại đòi ngựa. Bây giờ còn muốn chúng ta đem quân giúp y đánh trận. Đại Tống cách chúng ta rất xa, cho dù diệt được Đại Tống, chiếm được đất đai thì cũng đều là của Đại Kim. Quân đội của chúng ta tổn thất thì có chỗ nào hay? Bò dê không ăn cỏ tươi ngay bên cạnh, lại lên núi nhai cát. Có chuyện gì ngu hơn nữa không? Nếu muốn đánh thì chúng ta cứ đánh nước Đại Kim. Trác Mục Hợp nói, Dương Hãn và Tang Côn đều không chịu phản bội nước Đại Kim. Tiếp Một Chân nói, phản bội? Phản bội? Vậy còn ngươi thì sao? Trác Mục Hợp nói, ta tới xin nghĩa huynh đừng nổi giận, trả đôi sử lại cho Tang Côn. Ta xin bảo đảm Tang Côn nhất định sẽ cho người trở về bình an. Thiếu Một Chân nói, ta không tin Tang Côn, cũng không tin người. Trác Mục Hợp nói, Tang Côn nói nếu đứa con này chết thì có thể sinh được hai đứa, nhưng Thiếu Một Chân mà chết thì trên đời vĩnh viễn sẽ không còn Thiếu Một Chân nữa. Không thả đôi sử thì ngươi sẽ không còn được thấy mặt trời mọc sáng ngày mai đâu. Thiếu Một Chân thừa biết con người của Tang Côn và Trác Mục Hợp nếu rơi vào tay hai người bọn họ sẽ rất bất hạnh, mà nếu Dương Hãn đích thân cầm quân thì đầu hàng mới còn hy vọng được sống sót. Lập tức giơ đao chém vô một nhát trong không khí, lớn tiếng quát, ta thà chết trận chứ không đầu hàng. Trên đời chỉ có Thiết Một Chân chết trận, chứ không có Thiết Một Chân đầu hàng kẻ địch đâu. Trác Mục Hợp đứng lên nói, ngươi đem những dê bò và tù binh cướp được chia cho quân sĩ, nói là của cải riêng của họ, không phải là của chung của bộ tộc. Tộc trưởng các tộc đều nói ngươi làm sai, không đúng với luật lệ của tổ tiên. Thiết Một Chân cao giọng nói, nhưng các chiến sĩ trẻ tuổi người nào cũng vui vẻ, các tộc trưởng thấy vàng bạc quý báu cướp được bèn nói không có cách nào chia đều cho từng người rồi giữ luôn cho mình. Quân sĩ liều mạng đánh nhau đều rất tức giận. Chúng ta đánh nhau là dựa vào bọn tộc trưởng hồ đồ tham lam, hay là dựa vào các chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm? Trác Mục Hợp nói, nghĩa huynh Thiết Một Chân, người giữ ý riêng hành động khác người, không nghe lời tộc trưởng các tộc thì đừng nói ta vong ân bội nghĩa. Trong bấy lâu nay, ngươi không ngừng sai người tới dụ dỗ bộ hạ của ta, bảo họ theo về với ngươi. Nói rằng những tài vật mà bộ thuộc của ngươi đánh nhau cướp được đều là của riêng, không cần chia đều. Ngươi có cho rằng ta không biết à? Thiết Một Chân nghĩ thầm, ngươi đã biết chuyện này, thì ta và ngươi lại càng vĩnh viễn không thể nào hòa hảo với nhau được nữa. Bèn móc trong bọc ra một cái bao nhỏ, ném xuống trước mặt Trác Mộc Hợp nói, đây là ba món quà biếu ngươi đã đưa ta trong ba lần kết nghĩa. Bây giờ ngươi lấy lại đi. Ta ở đây chờ ngươi cầm cương đao tới chém. Nói xong, đưa tay ra hiệu chém vào cổ mình. Nói, ngươi giết ta là giết địch nhân, không phải là giết nghĩa huynh đâu. Rồi thở dài nói, ta là anh hùng, ngươi cũng là anh hùng. Thảo Nguyên Mông Cổ tuy rộng, nhưng lại không chứa được hai cái anh hùng. Trác Mục Hợp nhặt cái bao nhỏ lên, cũng lấy trong bọc ra một cái túi nhỏ bằng da, im lặng ném xuống dưới chân Thiếu Một Chân, quay người xuống núi. Chân nhìn theo bóng y hồi lâu không nói câu nào, kế đó từ từ mở túi ra rút mấy món đạn đá, mũi tên lúc nhỏ chơi đùa ra. Hình ảnh hai đứa nhỏ cùng chơi đùa trên băng lúc trước là hiện ra trong lòng.
Y thở dài một hơi, dùng bội đao đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, chôn mấy món quà biểu lúc kết nghĩa xuống đó. Quách Tĩnh đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng rất nặng nề. Biết rõ cái mà Thiết Mộc Chân chôn thật ra là tình bạn, một phần quý báu trong lòng y. Thiết Mộc Chân đứng lên đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bộ hạ của Tang Côn và Trác Mộc Hợp đốt một đống lửa lớn sáng rực như sao soi rõ cả một vùng thảo nguyên, thành thế rất lớn. Y ngẫm nghĩ xuất thần một lúc rồi quay đầu lại, thấy Quách Tĩnh đứng bên cạnh, bèn hỏi: Người có sợ không? Quách Tĩnh nói: Tôi đang nghĩ tới mẹ tôi. Thiếu Mộc Chân nói: Ngươi là dũng sĩ, là dũng sĩ bậc nhất. Rồi chỉ tay vào đám lửa sáng xa xa nói: Họ cũng đều là dũng sĩ. Người Mông Cổ chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ, nhưng mọi người cứ không ngừng giết chóc lẫn nhau. Chỉ cần mọi người hợp làm một. Rồi đưa mắt nhìn ra xa chân trời, hiên ngang nói: Thì chúng ta có thể biến tất cả những nơi nào có bầu trời bên trên thành mục trường của người Mông Cổ. Quách Tĩnh thấy lời nói chất chứa hoài bão to lớn, lại càng thêm khâm phục. Thiết Mộc Chân ưỡn ngực ra nói: Đại hán, chúng ta có thể chiến thắng, quyết không để cho gã Tang Côn hèn nhát bị ổi kia đánh bại. Thiết Mộc Chân cũng thần thái hiên ngang nói: Đúng, chúng ta cứ nhớ câu chuyện đêm nay, chỉ cần lần này chúng ta không chết, từ nay trở đi ta sẽ coi người như con ruột. Nói xong ôm Quách Tĩnh một cái. Lúc họ trò chuyện, trời đã hửng sáng. Trong quân của Tang Côn và Trác Mộc Hợp vang lên tiếng tù già. Thiết Mộc Chân nói: Nếu viện binh không tới thì hôm nay chúng ta sẽ tử chiến trên hòn núi đất này. Chỉ nghe trong quân địch gươm giáo loảng xoảng, ngựa hí vang rền, đang chuẩn bị tấn công thật sớm. Quách Tĩnh vội nói: Đại hán, con tiểu hồng mã này của tôi cước lực rất mau, người cứ cưỡi xông ra trước dẫn quân đánh xuống, còn chúng tôi ở lại đây ngăn cản quân địch. Thiết Mộc Chân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu y nói: Nếu Thiết Mộc Chân chịu dứt bỏ bạn bè bộ tướng, một mình sợ chết trốn chạy thì đã không phải là đại hán của các ngươi rồi. Quách Tĩnh nói: Dạ đại hán, tôi nói sai rồi. Thiết Mộc Chân và con trai thứ ba cùng chư tướng và tân binh núp sau núi đất, mũi tên đều ngắm thật chuẩn vào từng con đường lên núi. Qua hồi lâu, một lá cờ vàng trong quân của Tang Côn vượt lên trước. Dưới cờ có ba người sóng vai cùng lên núi, bên trái là Tang Côn, bên phải là Trác Mộc Hợp. Người đi giữa rõ ràng là Lục Dương Tử, Triệu Dương, Hoàng Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Y mặc giáp vàng, đội mũ trụ vàng, tay trái cầm thuẫn vàng đỡ tên, kêu lên: Thiết Mộc Chân, người dám làm phản nước Đại Kim mà. Con trưởng Thiết Mộc Chân là Truật Xích nhắm thẳng vào y bắn một phát. Bên cạnh Hoàng Nhan Hồng Liệt có một người nhảy ra, giương tay một cái chụp cứng mũi tên, thân thủ vô cùng mau lẹ. Hoàng Nhan Hồng Liệt quát lên: Bắt sống Thiết Mộc Chân xuống đây. Có bốn người ứng thanh giọt thẳng lên núi. Quách Tĩnh bất giác cả kinh, thấy bốn ngựa này đều có công phu khinh công, đúng là cao thủ võ thuật chứ không phải quân sĩ tầm thường. Bốn người lên tới giữa núi, Triết Biệt và Bát Nhĩ Truật phát tên liên châu bắn xuống như mưa, nhưng đều bị họ dùng thuẫn mềm gạt ra. Quách Tĩnh ngấm ngầm hoảng sợ, những người của bên mình ở đây tuy đều là đại tướng dũng sĩ nhưng quyết không sao chống nổi hảo thủ võ lâm, làm sao bây giờ? Một hán tử trung niên áo đen tung người nhảy lên núi, hoa khoác đài dung đao chặn lại. Hán tử kia giơ tay một cái, mũi tên tụ tiễn bắn vào trán y, kế đó dùng đơn đao chém xuống. Chợt thấy hàng quang lóe lên, trong ánh sáng một mũi kiếm chênh chết phóng tới đâm thẳng vào cổ tay y, mà lại vừa độc vừa chuẩn. Người ấy cả kinh, vội lật cổ tay lại lùi ra ba bước, nhìn thấy là một thiếu niên mày rậm mắt to, tấn kiếm đứng chặn trước mặt Hoa Khoác Đài. Ý không ngờ thuộc hạ của Thiết Mộc Chân lại có người tinh thông kiếm thuật như thế, bèn quát: Ngươi là ai? Mau xưng tên đi. Nói bằng tiếng Hán, Quách Tĩnh nói: Ta
ta là Quách Tĩnh. Người ấy nói, ta chưa từng nghe qua, đầu hàng mau đi. Quách Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, thấy ba người kia cũng đã lên tới, bắt đầu giao đấu với Xích Lão Ôn, Bát Nhĩ Hốt. Binh khí đã chạm nhau, lập tức vung kiếm đâm người kia. Người kia vung đao đón đỡ, cao nặng lực mạnh, ác đấu với Quách Tĩnh. Bộ tướng của Tăng Côn muốn xông lên theo. Mộc Hoa Lê kề đao vào cổ Đồ Sử, cao giọng quát, ai dám xông lên thì ta giết y đó. Tăng Côn rất lo sợ, nhìn Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, Lục Dương gia, bảo họ xuống đi, chúng ta sẽ tính cách khác, đừng để con tôi bị thương. Hoàng Nhan Hồng Liệt cười khẽ nói, người yên tâm, không sao đâu. Ý của y là muốn thiết một chân giết Đô Sử, để hai bộ tộc Mông Cổ này trở thành kẻ thù với nhau. Bộ tướng của Tăng Côn không dám lên núi. Bốn người thủ hạ của Hoàng Nhan Hồng Liệt đã choang choang đánh nhau kịch liệt trên núi. Quách Tĩnh thi triển Diệt Nữ kiếm pháp mà Hàn Tiểu Oanh dạy cho. Kiếm pháp thình lình giao thủ với người cầm đơn đao, vừa qua chiêu đã gặp nguy hiểm. Người kia đao nặng lực mạnh, chiêu nào cũng ngầm chứa nội kình, quả thật không phải tầm thường. Giang Nam lục quái võ công đã phức tạp, kiếm văn lại rộng rãi. Lúc bình nhật thường đem chiêu số chủ yếu của các môn các phái trong võ lâm giảng giải cho Quách Tĩnh, nhưng người này đao pháp riêng thành một lối. Thấy y từ bên phải chém tới, giữa đường không biết xoay chuyển như thế nào mà mũi đao đã đâm qua phía bên trái. Quách Tĩnh liên tiếp lui lại, lại qua mấy chiêu, chợt đông tâm niệm. Đại sư phụ thường nói, lúc giao thủ phải chế phục người, chứ không để người chế phục mình. Bây giờ mình đã hết sức đón đỡ, há chẳng phải là bị người chế phục sao? Thấy y dung đao chém tới, bèn không né tránh, chân phải quỳ xuống, tay trái nắm kiếm quyết, quỷ tay phải đưa ngang ra đẩy kiếm mau về phía địch nhân. Đó là chiêu Thập Vạn Hoành Ma. Người kia thấy y dường như lúc khẩn cấp liều mạng, dùng lối đánh lưỡng bại câu thương, giật nảy mình vội rút đao lại. Quách Tĩnh cướp được tiên cơ, lúc ấy đắc thế đời nào chỉ bỏ qua. Trường kiếm dung ra, thanh quang chớp sáng, mũi kiếm đâm tới tấp vào địch nhân, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại. Người ấy bị tấn công ráo riết một lúc, tay chân luống cuống. Lúc bấy giờ ba người đồng bọn của y đã đánh ngã 4-5 tên thủ hạ của Thiết Mộc Chân. Thấy y rơi vào thế hạ phong, một người cầm trường thương tung người vọt qua kêu lên, đại sư ca, tôi tới giúp anh đây. Người sử đơn đao tự cậy là cao thủ võ lâm, được Hoàng Nhan Hồng Liệt bỏ ra nhiều vàng mời về, hôm nay lần đầu tiên xuất mã trước mặt hàng ngàn quân sĩ, là chẳng lẽ chịu thua một gã tiểu bối hậu sinh? Chẳng lẽ lại để sư đệ tới giúp sao? Bèn quát lên, người cứ ở đó mà xem thủ đoạn của sư huynh. Quách Tĩnh nhân lúc y trò chuyện bị phân tâm, gối trái quỳ xuống một cái, biểu tay co lại, một chiêu khởi phụng đằng dao đánh ra, soạt một tiếng, mũi kiếm phóng mau lên phía trên. Người kia né về phía sau, tay áo trái đã bị mũi kiếm rạch đứt. Người cầm qua thương cười nói, lại đây mà xem thủ đoạn của đại sư ca nè. Trong giọng nói có ý vui mừng trước tai họa của người khác, tựa hồ có việc đại sư huynh bị thua trận xấu mặt là điều vui. Bọn tiếp biệt lúc ấy đều xúm quanh Thiết Mộc Chân để bảo vệ. Trong bốn người xông lên còn hai người, một sử Thiết Tiên, một dùng một đôi đoạn phủ. Thấy các tướng Mông Cổ người nào cũng cầm trường mâu oai phong lẫm liệt, họp cả lại một chỗ, rốt lại cũng không dám hiên ngang xông vào. Nghe nhụy sư ca kêu lên, đều nghĩ đối phương dù sao cũng không chạy thoát được, chẳng bằng cứ xem nhiệt náo một lúc sẽ tính. Lúc ấy bèn tung người vọt qua, ba người đứng thành một hàng rủ tay xem đại sư ca đánh nhau với Quách Tĩnh. Người sử đơn đao nhảy ra khỏi vòng chiến quát lớn, ngươi là môn hạ của ai, sao lại tới đây chịu chết? Quách Tĩnh đưa ngang kiếm nắm kiếm quyết, dùng ngôn ngữ giang hồ mà bình nhật các sư phụ dạy cho đáp, đệ tử là môn hạ của Giang Nam Thất Hiệp, xin thỉnh giáo đại tính cao danh của bốn vị.
hai câu ấy y học từ lâu, lúc ấy mới lần đầu tiên nói ra với người ta, nhưng trong lúc gấp gáp lại quên hẳn, nên lại thảo ngược bốn chữ cao tính đại danh. Người sử đơn đao nhìn ba sư đệ một cái, quay đầu nói: tên họ của bọn ta có nói ra thì đám hậu sinh tiểu bối nhà ngươi cũng không biết đâu. Xem đao đây. Rồi dung đao chân chết chém tới. Quách Tĩnh đánh nhau với y một hồi đã biết công lực của y cao hơn mình, nhưng chiếm pháp thất sư phụ truyền lại rất thảo diệu tinh kỳ lợi hại, khiến địch nhân vô cùng lo sợ. Lúc ấy lấy công làm thủ, không lùi lại né tránh. Thấy đao địch nhân chém tới, chân phải lách tới sấn về phía trước ra chiều, thám hải trảm dao, xoay mũi kiếm đâm xuống dưới đánh vào hạ bàn của địch nhân. Hai người vừa động thủ lại, trong chớp mắt đã qua 2-3-10 chiều. Lúc ấy mấy vạn binh tướng dưới núi của bọn Thiếu Một Chân trên núi cùng ba người tấn công lên, ai cũng ngưng thần chăm chú nhìn xem cuộc đấu. Người sử đơn đao dốc lòng muốn ra ngoài trước trận để lục viên tử nước Đại Kim coi trọng. Lập tức lấy lại tinh thần, Liên Thanh Đào rít gió vù vù. Thấy đánh đã lâu mà không hạ được đối phương, trong lòng nóng nảy, đào pháp càng lúc càng độc. Đột nhiên dùng đào chém mạnh tới ngang hông Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thân hình quay đi một cái, ra chiều phiên thân thám quả, xoay người sát vào cánh tay đối phương. Người kia thấy y không tránh mà lại tấn công, trong lòng cả mừng, nghĩ thầm: chờ thanh kiếm người đâm tới, đao của ta đã chém trúng lưng ngươi rồi. Lúc ấy cũng không hề biến chiêu, thuận thế chém mạnh. Mắt thấy lưỡi đao đã tới sát lưng đối phương, nào ngờ Quách Tĩnh nội công đã có căn bản, hạ bàn không động, thượng bàn không né, chỉ xoay lưng qua bên trái một cái đã tránh ra nửa thước, tay phải đẩy tới một kiếm phóng vào ngực đối phương. Người kia điên cuồng gào lên một tiếng, buông tay ném đao, dùng sức dung chưởng đánh rơi thanh trường kiếm của Quách Tĩnh xuống đất. Một kiếm này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc, vẫn chưa thể chết người, nhưng bàn tay đã bị lưỡi kiếm cắt đứt, máu chảy ròng ròng, vội vàng nhảy ra. Quách Tĩnh một kiếm ấy vốn có thể lấy mạng y, nhưng rốt lại không đủ kinh nghiệm, chưa thể đắc thủ, kêu thầm trong bụng: đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa cúi xuống nhặt thanh lương đao của địch nhân, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít. Tiết Biệt kêu lên: cẩn thận phía sau. Quách Tĩnh cũng không quay người, chân sau đạp mạnh nhảy lên tránh khỏi mũi thương đâm tới, thừa thế chém lại một đao. Đây chính là chiêu Yến Tử Nhập Sào trong Nam Sơn Đao Pháp Ngoại Gia mà Nam Y Nhân dạy cho y. Cái nhảy ấy nhất thời không thể nhìn thấy phía sau, chỉ cần bộ vị không chuẩn xác, mũi thương của địch nhân sẽ đâm suốt vào lưng. Y đã tập mấy trăm lần mới luyện thành. Người sử thương kêu lên một tiếng: giỏi. Chiếc tua trên ngọn thương rung lên một cái, vạch ra một dòng sáng đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh dùng chiêu đới túy thoát hài, nhấc đao gạt ra, phóng luôn một chân phải lên đá vào cổ tay địch nhân. Người kia chỉ nghĩ rằng kiếm pháp của Quách Tĩnh có chỗ độc đáo, thấy y trường kiếm rơi ra khỏi tay, vội dung thương sấn tới động thủ, dốc lòng chiếm tiện nghi. Không ngờ võ công của y rất rộng rãi, không chỉ có một lối, sử đơn đao cũng rất thành thục. Người kia thấy Quách Tĩnh phóng thân đá tới, hai tay kéo thương về. Quách Tĩnh sấn tới một bước, đơn đao đã lướt trên cán thương chém vào. Người kia đã khổ công rèn luyện thương pháp 20 năm, sư phụ lại là người có tên tuổi trong võ lâm, thương pháp quả thật không tầm thường. Lúc ấy gạt đỡ đập đâm, chiếc tua hồng trên ngọn thương chớp lên đánh nhau với Quách Tĩnh một trận kịch liệt. Đánh nhau một lúc, Quách Tĩnh thấy thương pháp của đối phương trầm mảnh, chiêu nào cũng muốn đánh bay đơn đao của mình, chiêu số linh động, ra thương rất mau, rõ ràng muốn thủ thắng ngay lập tức để dương danh ra mặt trước ba quân, nên dốc lòng ra chiêu mau lẹ khéo léo. Nhưng sau mấy mươi chiêu, thương pháp của y đã dần dần không còn linh hoạt,
Quách Tĩnh sử dụng Nam Sơn đao pháp, đâm chém, đập đánh, càng đấu càng lợi hại. Người đại sư huynh trong bọn họ vốn là danh gia và đơn đao, đứng bên cạnh nhìn thấy ngấm ngầm run sợ. Giữa lúc đánh nhau đang hăng, người kia dung thương đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ra chiêu tiến bộ đề lam, chưởng trái đẩy ngọn thương qua. Theo đúng chiêu số thì sau khi đẩy thương qua, chân phải sẽ bước tới thuận tay chém một đao. Nhưng tay chưởng của y vừa chạm vào ngọn thương đã lập tức cảm thấy ngọn thương của địch nhân đâm tới không mau. Y tu tập nội công 2 năm, cảm giác trên thân thể rất mẫn tiệp mau lẹ. Đơn đao trong tay phải không chém tới mà thuận tay rọc xuống theo cán thương. Nếu địch nhân không buông thương ra thì 10 ngón tay sẽ bị chém rụng hết. Người kia vẫn kình giật thương lại, nhưng thấy không động đậy, hoảng sợ. Đột nhiên thấy lưỡi đao chỉ còn cách tay mình nửa thước, vội buông tay bỏ thương lui lại. Nguyên là Giang Nam Thất Quái nghĩ Dương Thiết Tâm là hậu duệ đích phái của danh tướng Dương Tái Hưng. Về thương pháp, Dương gia ác có thành tựu độc đáo. Khương Tử Cơ nếu tìm được con y, ngoài việc truyền thụ võ công cho nó, nhất định sẽ rất chú ý tới thương pháp để nó không làm mất quay danh của tổ tiên. Nên lúc Nam Hy Nhân dạy đao pháp cho Quách Tĩnh về thuật đơn đao phá thương, đã đốc thúc y luyện đi luyện lại cho thật thành thục. Không ngờ đao pháp ấy chưa dương danh ở Gia Hưng đã lập công tại Mạn Bắc. Quách Tĩnh thủ thắng xong, tinh thần phấn phát, tay phải cầm đao vung một cái, ném thanh đơn đao ra xa, chống thương đứng nhìn. Lão tứ trong 4 người kia gầm lớn một tiếng, song phủ vung lên sấn vào. Quách Tĩnh nhấc thương lên, song phủ của người kia làm sao tiến lên được nữa. Các danh gia võ học nói, dài một tấc thì mạnh một tấc, ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Tam người dùng binh khí ngắn nhất định phải sấn tới sát người địch nhân đánh chém mới có thể thủ thắng. Giang Nam Lục Quái đã đề phòng đúc tỉ võ ở Gia Hưng, đối phương sẽ dùng trường thương, tự nhiên cũng bắt Quách Tĩnh nghiên cứu thương pháp thật sâu. Đó là ý biết người biết ta, lối đánh cân của toàn kim pháp vốn phát thai từ thương pháp. Vì vậy Quách Tĩnh học trường thương của Lục sư phụ. Thời Tống trong quân đội rất coi trọng thương pháp, như thương pháp của Nhạc Gia gần đây thì không cần nói, nhưng danh tướng Bắc Tống như Dương Nghiệp, Hồ Diên Tán cũng đều là anh hùng sử trường thương. Lúc ấy Quách Tĩnh đang sử dụng là Hồ Diên thương pháp, rất phổ biến trong quân. Người kia song phủ vung lên, ánh sáng trên lưỡi phủ chớp chớp, gió rít vù vù, nhưng thủy chung vẫn không vào được trong khoảng 1 trượng chung quanh Quách Tĩnh. Lúc ấy Quách Tĩnh phòng thân thì có thừa, nhưng người kia công phu trên song phủ rất sâu, muốn đả thương y cũng không phải dễ, lại đấu thêm vài hợp. Nghĩ tới cách thức cổ quái mà Lục sư phụ dạy cho, đột nhiên lộ ra chỗ sơ hở. Người kia cả mừng, có được thời cơ dễ dàng như thế, há lại bỏ qua, quát lớn một tiếng, xông sát vào người Quách Tĩnh. Song phủ một trên một dưới chém thẳng vào. Quách Tĩnh dung thương đỡ, chát chát 2 tiếng, cán thương đã bị song phủ chém đứt làm 3 đoạn. Người kia lại định dung phủ chém tới, chợt thấy trong bụng dưới đau buốt, đã bị Quách Tĩnh đã trúng một cước. Lúc ấy tay trái đã thu kình không kịp, thuận thế đập lại, lưỡi phủ sắc bén chém luôn xuống đầu mình. Tam sư huynh trong bọn 4 người vội vàng xông lên, nhất thiết tiên chặn lưỡi phủ lại, toang một tiếng, lửa bắn tung tóe. Người kia ngọn phủ sắc bén bay ra khỏi tay, ngồi phịch xuống đất. Rốt lại may mà không chết, nhưng đã sợ hãi mặt xám như tro. Người ấy là một kẻ vũ phu, lấy lại tinh thần xong mới biết mình đã thua, tức giận gầm lên be be, nhặt lấy lưỡi phủ lại xông lên đánh tiếp. Quách Tĩnh trong tay không có binh khí, song chưởng đón đỡ, dùng tuyệt kỹ không thủ đoạt bạch nhận dao đấu với y. Người tam sư huynh kia
cũng cầm ngọn thiết tiên xông lên giáp công. Quân sĩ Mông Cổ dưới núi đột nhiên lớn tiếng gào thét, chửi mắng ầm lên. Nên biết người Mông Cổ tính tình chất phác, rất kính trọng kẻ anh hùng hảo hán. Thấy bốn người kia dùng lối xa luân chiến đánh, Quách Tĩnh đã rất tức giận. Đến lúc thấy hai người giáp kích một người tay không, quá thật không phải lối hành sự của bậc đại trượng phu, đều lớn tiếng hò hét bắt hai người phải dừng tay. Quách Tĩnh tuy là kẻ địch của họ, nhưng mọi người lại hò hét trợ quay cho y. Bác Nhĩ Hốt, Triết Biệt hai người cầm trường đao lên nhảy vào dòng chiến. Hai người đứng quan chiến bên đối phương cũng xông tới tiếp chiến. Hai viên danh tướng Mông Cổ này trên chiến trường chém tướng đoạt cờ, dũng mãnh không ai chống được, nhưng công phu bộ chiến cùng tiểu xảo nhảy nhót tránh né, đón đỡ đánh gạt lại không phải là sở trường, chỉ cậy thân khỏe đau mạnh miễn cưỡng chỉ trì được vài mươi chiêu, rút lại binh khí đều bị địch nhân đánh rơi xuống đất. Quách Tĩnh thấy Bác Nhĩ Hốt nguy cấp, vội giọt người tới phát chưởng đánh vào lưng người đại sư huynh Sử Đơn Đao. Người ấy dung đao chém lại vào cổ tay Quách Tĩnh, cánh tay đột nhiên co lại, quỷ tay đánh vào người nhị sư huynh, lại giải nguy cho Triết Biệt. Bốn người kia đều thầm nghĩ, bốn anh em chúng ta hôm nay lại thua dưới tay một thằng tiểu tử này, thì từ nay trở đi làm sao còn có thể qua lại giang hồ, làm sao có chỗ đứng trong phủ Lục Dương Tử. Bốn người đều suy nghĩ như nhau, quyết ý phải giết Quách Tĩnh trước rồi mới tính hai viên tướng Mông Cổ sau, bèn súng cả lại bao vây Quách Tĩnh. Quân tướng Mông Cổ trên núi dưới núi chửi mắng lại càng ầm ĩ, bốn người kia cứ lờ đi như không nghe. Người sử thương nhặt một ngọn trường mâu dưới đất, đào mâu tiên phủ nhất tề đánh vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trong tay không có binh khí, lại bị bốn cao thủ vây đánh, làm sao chống cự được, chỉ đành triển khai công phu khinh công xuyên qua xuyên lại né tránh trong bóng binh khí của bốn người. Bác Nhĩ Hốt giơ cao thanh trường đao trong tay kêu lên, đón lấy đao, rồi vung tay ném tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh giọt người lên chụp lấy, nhưng người cầm roi sắt đánh tung ngọn đao bay ra. Người sử song phủ căm hờn cái nhục bị địch nhân đá trúng một cước, bất kể mọi người cứ dung song phủ lăn tròn vào chém. Quách Tĩnh nhảy qua một bên né tránh, nhưng thanh đường đao đã chém tới trên đầu, thân hình vội co lại tránh qua thanh đao, chân trái vừa chạm đất thì đạp trúng đầu người sử song phủ. Đúng lúc ấy bắp chân trái đã bị trúng một roi, nhát roi ấy đau thấu tim gan, may mà ngọn thiết tiên chỉ là thừa thế đánh tới, chỉ có một nửa kình lực không bị gãy xương, nhưng dưới chân choạng choạng suýt nữa ngã vật ra. Người sử song phủ dứt luôn lưỡi phủ, hai tay giữ chặt chân Quách Tĩnh ôm xiết không chịu buông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung.